Trong vòng 4 năm qua thì tôi đã sử dụng chiếc Samsung Galaxy A20 này. Trong quãng thời gian đó nó cũng không hẳn là quá tệ và đã phục vụ tôi được rất tốt. Màn hình thì to hơn, chip thì nhanh hơn, pin trâu hơn khoảng 2 lần so với chiếc điện thoại trước của tôi là chiếc J3 Pro. Đặc biệt, nó còn có jack cắm tai nghe 3.5, nó là ưu điểm trong 2023. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại này rồi. Có lẽ là vì nó không còn phù hợp với nhu cầu của tôi nữa. Nhất là khi nó đến việc chụp ảnh và giải trí chỉ với bộ nhớ 32GB. Ý tôi là nó có thêm thẻ SD đấy nhưng mà nó không download game. Cho nên tôi đã lên internet xem video để tìm ra chiếc điện thoại đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại với các tiêu chí sau: 6 triệu, hàng chính hãng và phải mới 100%, thiết kế đẹp một chút, chip chơi game ổn không cần quá mạnh, rất nhiều bộ nhớ trong, camera đẹp, màn hình đẹp, dễ sử dụng, pin càng trâu càng tốt. Và sau khi tìm hiểu kỹ càng online và qua hàng tỷ video review trên mạng thì cuối cùng tôi đã tìm được tổng cộng là 0 chiếc điện thoại. Vậy tôi đã cố thêm một củ và tìm trong phân khúc giá 7 triệu thì ngay lập tức qua cái nhìn đầu tiên và hàng chục video review, tôi quyết định pick lock chiếc Samsung Galaxy S20 FE nhanh nhất có thể để làm chiếc máy chính của tôi. Và tôi đã bóc siêu lúc mua rồi cho nên bây giờ tôi chỉ mở lại thôi. Sorry. Bên trong thì thứ đập vào mắt đầu tiên đó chính là nhân vật chính của chúng ta. Nhân tiện trong lúc chờ máy bật lên thì xem trong hộp có thêm gì nào. Ở bên dưới thì có thêm cả dây USB A2C và củ sạc 15W màu trắng đi kèm theo máy luôn. Chứ không như bây giờ là có mỗi một sợi dây và phải mua củ riêng. Tôi sẽ để lại vào vì tôi đã có sẵn bộ sạc rồi. Trong hộp còn một chiếc hộp nữa được giấu ở trên nắp chứa que chọc SIM và mỗi một tờ hướng dẫn sử dụng. Chấm hết. Và đó là tất cả những gì có trong này. Chiếc máy của chúng ta cũng đã khởi động lên rồi. Vậy thì cùng đến với lý do tại sao. Tại sao tôi lại chọn Samsung chứ không phải hãng khác? Apple thì không nói rồi vì làm gì có điện thoại ngon mới 100% phân khúc 7 triệu. Còn các hãng Trung Quốc thì tôi biết mỗi Xiaomi vì có người quen đã từng sử dụng và cũng thấy khá ổn trong phân khúc này. Có các con rất ngon như K60 hay Note 12 Turbo, cấu hình rất khủng. Toàn Snap 8 Gen 1 và Snap 7 Gen 2. Và tôi nghe thấy có một vài lỗi vặt với phần mềm như chậm thông báo. Nhưng chủ yếu là hàng xách tay vì hàng chính hãng đắt ngang với điện thoại của Samsung. Nếu các bạn cần một chiếc điện thoại để chơi game thì chọn Xiaomi cũng không hẳn là ý tưởng tồi. Nhưng vì tôi cũng không cần chip mạnh cho lắm. Vì những game nặng thì tôi cũng có thể chơi được ở trên PC gaming của tôi. Với lại nếu muốn khoe máy với mấy thằng bạn thì các bạn nghĩ nói như thế nào sẽ sang hơn? Tôi vừa mua chiếc điện thoại Xiaomi xách tay mới. Hay, tôi vừa mua chiếc điện thoại Samsung dòng S mới full box. Tôi không biết các bạn sẽ chọn cái nào, nhưng với tôi thì chiếc S20 FE này là một sự lựa chọn phù hợp dành cho tôi trong tầm giá này vì tất cả mọi thứ đều rất là cân bằng. Hoặc là tôi là Sam Fan mặc dù tôi không biết. Vậy thì con S20 FE này có gì đặc biệt mà sau gần 3 năm vẫn còn sản xuất mới? Thú thật thì tôi nghĩ chắc để Samsung lấp chỗ trống phân khúc cận cao cấp. Dòng S20 lần đầu tiên xuất hiện và mở bán là vào đầu năm 2020, chung với thời điểm mới bắt đầu bùng phát dịch Covid ở Trung Quốc. Nhưng mãi đến gần cuối năm 2020 thì chiếc S20 FE mới được ra mắt lần đầu tiên và bán chính thức. Và khi ra mắt thì các reviewer thấy chiếc điện thoại này là một phiên bản cắt gọn của chiếc S20 thường, bỏ đi một vài yếu tố xịn sò như mặt lưng kính hay màn hình cong. Nhưng bù lại thì thêm tí pin, màn hình to hơn chút và giá lại còn được giảm đi 6 triệu so với bản thường. Theo như lý thuyết thì tiền sẽ về với Samsung và đồng thời mọi người dùng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì mua được một chiếc điện thoại rẻ hơn mà cũng gần giống flagship. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ với dòng S20. Mặc dù đều là các con S20 FE, nhưng lúc đó tất cả các chiếc máy bản 4G thì nó có một thứ mà không ai thích cả. Đó chính là con chip Exynos có hiệu năng và nhiệt độ tệ hơn so với bản Bắc Mỹ 5G chạy con Snapdragon 865. Thậm chí vì thấy còn bị chê quá nhiều nên ngay sau khi ra mắt vừa tròn được 6 tháng, Samsung đã nói lời tạm biệt với Exynos 990 và thay vào đó là sử dụng con chip Snapdragon 865 cho tất cả các con S20 FE của mình. Sau sự thành công đó, Samsung đã ra mắt thêm dòng S21 FE, lần này chạy chip Exynos 2100, lại bị chê vì chip nóng và thời lượng pin thấp. Nhưng công bằng mà nói thì bản Snap 888 cũng vậy, hai con đều rất nóng vì sử dụng Pháp của Samsung. Xà lơ thế đủ rồi. Còn bây giờ tôi sẽ phải đi sống chung với chiếc điện thoại này để xem liệu nó có thật sự tốt như các đánh giá hay không. Hẹn gặp lại các bạn sau tầm 1 tháng sử dụng. A few inches later. Ok, tôi đã quay trở lại sau vòng 1 tháng sử dụng nó rồi. Và tôi phải nói rằng tôi cảm thấy rất hài lòng với chiếc điện thoại này. Bắt đầu với ngoại hình thì nhìn tổng thể đúng là tôi thấy mặt sau của nó cũng không được đẹp bằng các con A34 hay A54 mới ra mắt với thiết kế camera đục lỗ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó xấu. Với hai lựa chọn là màu xanh bạc hà và xanh navy thì tôi nghĩ màu xanh này là màu đẹp nhất trong hai màu. Còn cụm camera thì có người khen đẹp, có người chê xấu. Nói chung nó sẽ phụ thuộc vào sở thích của từng người. Còn tôi thì vẫn thấy khá là bắt mắt. Khung viền xung quanh vẫn giữ được vẻ đẹp cao cấp của các dòng Samsung flagship vì có khung viền bằng kim loại bóng được làm bo cong, không vuông vức như các con điện thoại bây giờ. Còn phần mặt lưng của chiếc S20 FE thì lại được làm từ nhựa nhám, rẻ hơn, nhưng được cái là khác với mặt lưng kính thì nó rất ít bám dấu vân tay. Và khi ánh sáng chiếu vào mặt lưng, màu của chiếc điện thoại trông vẫn rất đẹp, cho nên tôi nghĩ đây cũng không hẳn là một điểm trừ quá lớn. Chiếc điện thoại này thì có số đo dài rộng và độ dày lần lượt là 159,8, 74,5 và 8,4mm. Với tay tôi thì cảm giác cầm nắm rất chắc, nó không bị cấn tay. Các bạn dùng iPhone thì nó cũng sẽ to giống như con XS Max, nhưng nhẹ hơn chút với cân nặng chỉ là 190g. Bên cạnh đó, chiếc điện thoại vẫn đạt được tiêu chuẩn kháng nước IP68 giống như đàn anh, chắc chắn sẽ là một điểm cộng. Cho nên đi dưới trời mưa to thì bạn cũng có thể an tâm hơn phần nào. Nhưng tôi không khuyến khích các bạn nên thử tính năng kháng nước của bất cứ chiếc điện thoại nào. Bên phải màn hình của chúng ta thì sẽ là hai nút tăng giảm âm lượng cùng với nút nguồn. Bên trên thì sẽ có một khe cắm mở rộng. Hỗ trợ 2 SIM nhưng không hỗ trợ 5G nên các bạn nhớ lưu ý. Điều đặc biệt mà tôi vô cùng thích đó là nếu các bạn dùng một SIM giống như tôi, thì các bạn còn có thể cắm thêm thẻ nhớ SD để có thể lưu trữ thêm rất nhiều ảnh hoặc video. Lại là một điểm cộng nữa đến từ tôi. Ở mặt dưới thì là cổng sạc USB-C và rất tiếc là không có jack cắm tai nghe 3.5 nào ở đây cả. Cho nên các bạn sẽ phải sử dụng Bluetooth để kết nối với các thiết bị ngoài khác. Ngoài ra thì chiếc máy còn được trang bị vân tay quang học trong màn hình nên thao tác mở khóa cảm thấy rất tiện lợi đối với tôi so với chiếc A20. Trừ khi tay bạn dính nước thì nó sẽ không thể nhận diện được. Nói đến màn hình thì đây là một sự nâng cấp đáng kể đối với tôi từ chiếc A20 lên. Vì tuy rằng nó có màn hình 6,4 inch, nhưng độ phân giải của nó chỉ là HD+, cho nên mật độ điểm ảnh chỉ vỏn vẹn có 268 ppi. Nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ các pixel ở trên màn hình và có tần số quét cũng chỉ có 60Hz. Nhưng chuyển sang chiếc S20 FE này thì nhìn nó khác bọt thật sự. Với màn hình đục lỗ Super AMOLED, kích thước 6,5 inch, độ phân giải Full HD+, mật độ điểm ảnh 407 ppi. Xem Netflix hay YouTube rất là nét, màu cũng khá là đẹp nữa. Và bạn có thể tùy chỉnh màu của màn hình theo ý mình muốn trong phần cài đặt, rất tiện lợi. Kèm theo đó là tần số quét 120Hz, cho nên khi sử dụng các tác vụ bình thường như lướt Facebook, TikTok thì rất là mượt mà. Một khi các bạn đã sử dụng tần số quét cao rồi, bạn sẽ không muốn trở về lại 60Hz nữa. Nhưng điều đáng tiếc là chiếc điện thoại này không hỗ trợ tự động giảm tần số quét, mà nó sẽ mặc định luôn luôn là 120 hoặc 60Hz tùy vào setting các bạn chỉnh như thế nào, kể cả khi sử dụng Always On Display, cho nên nếu bật thì sẽ khá là hao pin. Khung viền xung quanh màn hình thì cũng không hẳn là mỏng, cho nên có vài bạn sẽ không thích ở điểm này. Với tôi thì chiếc A20 có cằm dày hơn mà tôi vẫn còn không để ý, nên tôi cũng không quan trọng tới việc viền mỏng hay dày cho lắm. Miễn dùng bền là được. Và nếu mua mới thì sẽ có một miếng dán chống xước đã được dán sẵn trên màn hình rồi. Nếu muốn thì các bạn có thể dán thêm kính cường lực nữa. Trong video có vài cảnh quay khi đã dán kính cường lực có viên đen nên trông nó có vẻ dày hơn, chứ thực ra nó khá là bình thường. Vậy về loa thì sao? Chiếc S20 FE này được trang bị hai loa stereo, một chiếc ở ngay bên cạnh cổng sạc, còn chiếc còn lại thì bắn từ khe âm thanh ở phía trên. Và tất nhiên là chất lượng âm thanh thì cũng không phải bàn cãi rồi. Loa nghe rất to và rõ. Mặc dù tôi dùng mic hơi dởm nên các bạn sẽ không nghe được chân thực nhất, nhưng tôi sẽ vẫn để ở đây cho các bạn nghe thử. Và các bạn có thể thấy nhạc rất là cháy. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nói về camera. Chiếc điện thoại này được trang bị 3 camera sau. Camera chính và camera góc siêu rộng đều là 12 megapixel. Còn cam tele là 8 megapixel. Cam chính và cam tele có chống rung quang học, còn cam góc siêu rộng thì không. Ở mặt trước thì có camera đục lỗ 32 megapixel bao nét. Và Samsung thì ai cũng biết rồi. Mặc dù ra mắt cách đây 3 năm, nhưng chất lượng hình ảnh cho ra vẫn rất là đẹp. Màu sắc tươi tắn như trong ảnh tôi chụp thức ăn ở đây. Nó không bị quá sáng hay quá tối. Tất cả các chi tiết nhìn rất rõ nét, kể cả khi tôi zoom vào thì các bạn vẫn thấy được các chi tiết nhỏ. Quay video thì phải gọi là quá là ngon, cả cam sau và cam trước đều sẽ quay được ở độ phân giải 4K 60 FPS. Vì vậy các bạn sẽ không phải ngần ngại về việc làm vlog hay content với chiếc điện thoại này, nhất là khi có bộ nhớ mà sau đây tôi sẽ nói tới. Và bây giờ đến phần được rất nhiều người mong chờ và quan tâm. Đó chính là hiệu năng của chiếc S20 FE này ra sao. Được trang bị trên mình chiếc Qualcomm Snapdragon 865 trên tiến trình 7nm với 8 nhân CPU, 4 nhân Cortex A77, 1 nhân chạy xung nhịp 2.8 còn lại chạy 2.4 và 4 nhân Cortex A55 tiết kiệm điện đều chạy ở xung nhịp cao nhất là 1.8GHz. GPU thì là chiếc Adreno 650 mạnh mẽ với 512 shader và chạy với xung nhịp cao nhất là 587MHz. Có thể nói nó là một phiên bản mát hơn của chip 870. Bộ nhớ thì bắt đầu thú vị rồi đây. Chiếc S20 FE Full Box mới hiện tại chỉ có duy nhất một phiên bản là 8GB RAM, nhưng nó có tận 256GB bộ nhớ trong. 256GB cộng thêm chỗ cắm thẻ SD, cộng chip ngon, cộng hãng tên tuổi với giá 7 triệu. Oh my god! Tôi nghĩ đây chính là mấu chốt quan trọng đối với rất nhiều người khi nhìn qua chiếc điện thoại này. Vì thậm chí các con tầm trung mới của Samsung tầm này chỉ có 128GB với chipset khá tiêu chảy nếu nói về hiệu năng gaming nặng. Chỉ có máy xách tay Xiaomi hay Realme thì mới đủ ngon để so sánh với chiếc điện thoại này, chứ hàng chính hãng thì tôi nghĩ là không đủ. Tôi để ý thấy bộ nhớ hệ thống chiếm tận gần 40GB. Thêm vào đó thì tôi đã download rất nhiều game nặng như Genshin Impact, PUBG Mobile, vân vân và mây mây. Thì bộ nhớ tôi đã sử dụng còn chưa đến một nửa. Và kể cả hết dung lượng đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể mua thêm thẻ SD cắm vào. Mặc dù không lưu trữ được game, nhưng để lưu trữ các file cần thiết hoặc video thì phải gọi là quá ngon. Nếu như tôi mua chiếc A54 128GB thì chắc bây giờ tôi vẫn đang đắn đo về việc dung lượng bộ nhớ. Và với 8GB RAM trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn đa tác vụ sẽ rất tốt. Nhất là khi các bạn đang chơi game nặng nhưng bạn vẫn muốn xem phim thì chẳng có vấn đề gì cả. Bật cả hai cùng một lúc thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về hiệu năng. Con chip 865 này được đánh giá khá cao bởi các reviewer vì hiệu năng nó cho ra. Nên tôi đã kiểm chứng bằng cách chạy AnTuTu phiên bản 10.0.1 thì chiếc điện thoại này đạt được 720.000 điểm, một số điểm khá ổn đối với thời điểm hiện tại. Và các bạn hãy nên nhớ nó còn tốt hơn khá nhiều khi so sánh với con chip Exynos 1380 trên con A54 mới và thậm chí còn đắt hơn. Sang 3D Mark với bài Wildlife Test thì chiếc S20 FE cao nhất đạt được 3.872 điểm với độ ổn định là 57,3%. Vì từ lần thứ 10 trở đi, chiếc điện thoại đã trở nên quá nóng nên phải chạy với mức xung nhịp thấp hơn để bảo vệ pin máy, khá là bình thường đối với một con điện thoại nhà Samsung. Về các tác vụ hàng ngày thì tôi phải nói là rất mượt khi làm các thao tác căn bản như mở ứng dụng hay lướt web, lướt Face, xem YouTube thì các bạn sẽ không thấy trễ một chút nào cả. Màn hình lại còn đẹp với tần số quét cao nữa. Tuy nhiên vì tôi sử dụng tại thời điểm mùa hè nên chiếc máy hơi ấm nhưng cũng không quá khó chịu sau khoảng 15 phút sử dụng liên tục. Đó là còn khi không có quạt và điều hòa. Bắt wifi hay mạng di động cũng rất là mạnh. Bạn phải hiểu rằng là trong phòng tôi rất kín nhưng nó vẫn có thể bắt sóng nghe gọi như bình thường. Và tất nhiên là thông báo thì không bao giờ bị trễ rồi. Chuyển sang tiết mục mà các game thủ đã chờ rất lâu, đó chính là chiếc điện thoại này chơi game ra sao. Để mới nhất thì tôi đã tắt game Optimizing Service vì khi chơi game nặng, giảm FPS rất sâu. Để làm điều đó thì hồi trước rất lằng nhằng, nhưng bây giờ bạn chỉ cần vào Game Launcher, chọn nhiều hơn, chọn Game Booster, kéo xuống phòng thí nghiệm rồi bật quản lý hiệu suất thay thế trong phần game để sử dụng nhiều nhất hiệu suất của con chip. Nhưng máy sẽ rất nóng và tốn pin hơn nhiều nên các bạn nhớ lưu ý. Đồng thời để chắc cú, tôi sẽ tắt tự động quản lý hiệu suất đi, đặt tự động giảm tần số quét xuống 60Hz mỗi khi vào game để tiết kiệm pin. Độ sáng và âm lượng tôi sẽ đều để ở mức 50% và sẽ test trong môi trường điều hòa 26 độ. Đến với game MOBA đầu tiên là Liên Quân thì tôi đã cho mức đồ họa và mức FPS ở mức cao nhất có thể đặt. Sau đó vào chơi một trận rank đơn và tôi thấy chiếc S20 FE cực kỳ ổn định, chơi được siêu mượt trong suốt trận đấu, kể cả lúc combat căng có nhiều hiệu ứng. Dường như game chỉ sử dụng CPU là nhiều, chứ GPU tôi thấy không nhích lên nổi 30% mà chạy mọi lúc đều 60 FPS. Nhiệt độ lúc nóng nhất có thể thấy được là 43 độ, nhưng các bạn nên nhớ nhiệt độ này không phải là nhiệt độ cảm nhận được trên mặt kính, vì nó sẽ ít hơn khoảng từ 1 đến 2 độ. Trận đó thì cũng hơi nhanh. Nhưng trong 10 phút thì chiếc máy này tụt mỗi 3% pin, từ 67% xuống còn 64%, chơi rất tốt. Tiếp theo sẽ là PUBG Mobile với mức setting HDR và chạy 60 FPS. Thì trước khi quay tôi cũng đã chơi một hai ván top 1 và khung hình của PUBG cũng giữ mức 60 FPS một cách ổn định. Thi thoảng bắn nhau hội đồng thì có thể tụt xuống tầm 51-52 nhưng chưa bao giờ xuống nhiều hơn dưới mức đó. Nhiệt độ lúc nóng nhất cũng có thể thấy được là 45 độ. Sau 10 phút chơi thì chiếc máy tụt từ 63% xuống còn 59, vậy là đã mất 4% pin. Chúng ta cùng đến với một tựa game đua xe, đó chính là Asphalt 9. Với mức setting đẹp nhất có thể, khi đua xe thì chiếc điện thoại này chạy phải gọi là cực kỳ ổn định với mức khung hình không thể tụt được dưới 58. Cũng tại vì tựa game này sử dụng nhiều GPU hơn CPU và CPU cũng chỉ chạy ở ngưỡng 50% cho nên mới được mượt như vậy. Kèm theo đó có mức nhiệt độ cao nhất chấp nhận được là 43 và sau 10 phút chơi thì pin tụt 3% từ 49 xuống 46. Với game có lẽ có nhiều bạn mong chờ nhất, đó chính là Genshin, thì có lẽ đây là tựa game khó nhằn nhất với chiếc S20 FE này vì ở mức đồ họa trung bình, tắt hết hiệu ứng làm mờ chuyển động và mức FPS tôi để ở 45. Lúc mới vào thì FPS cũng có vẻ ổn định đấy, nhưng càng chơi lâu, combat càng nhiều thì chiếc máy sẽ càng nóng, lên tới nhiệt độ cao nhất là tận 47 độ C khi có điều hòa. Nếu ra trời nắng thì cũng chắc hết cứu, và kể cả khi tắt GOS sẽ vẫn bị bóp hiệu năng. Theo như tôi quan sát thì 45 độ sẽ bị bóp xuống 45 FPS, còn 47 độ bóp xuống 35. Cách dễ nhất các bạn có thể chơi mượt hơn đó chính là giảm mức FPS xuống 30 cho dễ thở hơn. Kể cả vậy thì một vài lúc sẽ vẫn bị giật lag, nhưng trải nghiệm của các bạn sẽ đỡ hơn nhiều. Còn nếu bạn vẫn quyết tâm muốn chơi Genshin mức trung bình 60 FPS thì các bạn sẽ phải có sò lạnh, hoặc như tôi thì dí thêm chiếc quạt số to nhất để tản nhiệt, và sau đó nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Cao nhất cũng chỉ có 44 độ, cho nên mức khung hình bây giờ cũng đã giữ được ở mức ổn định tầm 50 trên 50 một chút, cho nên không phải là không chạy được mượt mà chỉ là hơi nóng mà thôi. Tính lượng pin đã mất thì lúc chạy 60 FPS, 10 phút sẽ tiêu hao khoảng 6% pin của chiếc máy, và có lẽ test game thế cũng đủ để đánh giá con chip này rồi. Đây sẽ là điểm yếu lớn nhất của chiếc S20 FE này, đó chính là về hệ điều hành. Cụ thể hơn là về việc cập nhật các phiên bản Android và các tính năng mới hơn trên chiếc điện thoại này, vì Samsung chỉ hỗ trợ cập nhật các phiên bản phần mềm lớn trong vòng 3 năm cho chiếc S20 FE, nên One UI 5.1 hiện tại chạy trên nền Android 13 sẽ là phiên bản mới nhất, cũng là phiên bản cuối cùng của chiếc điện thoại này, nhưng vẫn sẽ có thêm các bản cập nhật bảo mật, ít ra là trong vòng 1 năm nữa. Dù vậy thì việc dừng chân lại ở One UI 5.1 thì cũng không hẳn là quá tệ, vì tôi thấy nó thật sự rất ổn định và mượt mà. Giao diện One UI thì không phải bàn cãi rồi, là một trong những giao diện đẹp nhất của Android, và các bạn có thể làm đủ trò như tùy chỉnh màn hình chờ, Always on Display, hay có bảng điều khiển nhanh để xem những thứ đã sao chép từ rất lâu rồi, hoặc mở nhanh các ứng dụng. Thậm chí các bạn có thể làm được thêm hơn nhiều như thế nữa. Và cái mà tôi thích nhất đó chính là chia đôi màn hình, phải gọi là cực kỳ tiện. Và bây giờ các bạn có thể vừa lướt Facebook vừa xem YouTube để tiết kiệm thời gian. Không chỉ có vậy, còn thêm đồ chơi thử nghiệm cho các bạn nữa, như vuốt hai ngón để chuyển sang màn hình đôi luôn, vuốt từ góc để có một ứng dụng pop-up y hệt giống như Windows, và bạn còn có thể tùy chỉnh kích thước nữa. Nhưng với cái màn hình 6,5 inch nhỏ như thế này thì cũng không được sử dụng cho lắm. Hoặc các bạn có thể chơi 3 game cùng một lúc nếu bạn nghiện như tôi. Và làm ơn ai đó cứu chiếc máy của tôi với. Cuối cùng thì hãy nói về phần pin và sạc của chiếc máy này. Pin có dung lượng là 4.500 mAh, nhưng trong các ứng dụng nó sẽ hiển thị dung lượng định mức là 4.370, cho nên không phải máy bạn bị chai hay bạn bị lừa đâu, mà là pin có hai loại định mức. Qua thực tế sử dụng hàng ngày thì tôi thấy con S20 FE với chip 865 pin tụt chắc chắn nhanh hơn chiếc A20 của tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chip mạnh hơn thì phải tốn nhiều điện hơn. Lúc đi ngủ thì chiếc điện thoại của tôi tụt 4% sau 7 tiếng rưỡi ở chế độ chờ. Đó là khi không bật Always On Display. Còn nếu bật thì mỗi tiếng bạn sẽ mất khoảng 2% pin. Tôi khuyến cáo các bạn nên tắt Always On Display đi. Nếu bạn muốn sử dụng chiếc điện thoại này chỉ để nghe gọi, thỉnh thoảng lướt Face, xem YouTube bằng 4G thì pin có lẽ sẽ đủ cho một ngày sử dụng. Còn nếu các bạn muốn chơi game nhiều thì chắc chắn các bạn sẽ phải sạc thêm một lần nữa lúc nghỉ trưa thì mới đủ. Pin thì tôi cũng không đánh giá quá cao con S20 FE này. Sạc cổng USB-C thì có thể sạc nhanh tối đa là 25W, đó là theo Samsung, sạc đầy từ 0 đến 100 trong vòng 1 tiếng 10 phút. Còn chiếc sạc 15W có sẵn trong hộp, sạc đầy cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Theo tôi thì nếu các bạn nào từ Xiaomi hay mấy hãng có sạc nhanh khác, dùng con này thì chắc chắn sẽ chê sạc chậm. Còn với tôi thì tôi dùng 15W khá là quen rồi, cho nên nó cũng không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Và có một điểm cộng cuối cùng của chiếc điện thoại này, đó chính là khả năng sạc không dây 15W, cùng với đó là đợi chút. Sạc ngược không dây 5W, có thể các bạn thấy cũng bình thường. Tôi thì tôi thấy tính năng này cực kỳ tiện lợi, vì mỗi khi đi chơi cùng mấy đứa bạn mà có thằng dùng điện thoại sắp hết pin không có sạc thì nó sẽ cảm thấy bạn giống như một vị cứu tinh giáng trần vậy, hoặc có thể là một cục pin di động để nó sạc chùa. Và đó là tất cả những thứ tôi đã trải qua sau một tháng sử dụng chiếc S20 FE này. Có một vài điểm không thích, nhưng điều tích cực về chiếc điện thoại này đều hơn rất nhiều lần những điều tiêu cực. Cho nên, đối với tôi thôi nhé, chiếc điện thoại này tôi nghĩ là một chiếc điện thoại chính hãng ngon nhất trong tầm tiền 7 củ. Tính đến thời điểm tôi đang viết, phong cách thời thượng, UI đẹp, sử dụng mượt mà. Nếu các bạn đang cần mua một chiếc điện thoại mới chính hãng full box thì hãy nhớ cân nhắc chiếc điện thoại này. Đó là nếu nó vẫn còn bán mới trong một vài tháng nữa. Và chắc một năm sau thì tôi sẽ quay trở lại với chiếc điện thoại này để xem nó còn tốt như tôi nghĩ hay không. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video dài này. Hãy nhớ đăng ký nếu nó hay và hữu dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.